đường Vũ Trọng Phụng được mệnh danh là con đường đau khổ vì chậm tiến độ. Những ngày này Hà Nội thường xuyên mưa, khiến người dân rất vất vả đi qua. Tại đây, vẫn đang thi công phần ngầm và trải nhựa một bên. Một nửa còn lại vẫn đầy hố, cộng thêm lớp sỏi nhỏ. Khi trời mưa, đường trở nên lầy lội, trơn trượt. Các đoạn đường đang thi công được che chắn, cảnh báo tạm bợ. Nhiều đoạn trên vỉa hè không có nắp cống, gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi trời mưa. Tại khu vực số nhà 30, một ổ voi ngập nước gây khó khăn cho người đi đường. Bây giờ là còn đỡ đấy, đội chứ còn ngập kinh khủng khiếp rồi. Nó mới làm lại cái đường cống ở dưới rồi, lưng cao rồi, nó vừa mới lu đá xong này, chưa còn khóc đó, mưa còn ngập nữa mà. Có ngã chứ, có ngã nhưng nó cũng chỉ là nó bình thường thôi, chưa có trường hợp nào nghiêm trọng cả. Dự án cải tạo đường Vũ Trọng Phụng được khởi công từ năm 2018, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Nhưng đến tháng 10 năm 2021, con đường chỉ dài 434m này vẫn ngổn ngang. Đây là tuyến đường kết nối hai trục đường Lê Văn Lương – Nguyễn Trãi, tạo điều kiện lưu thông nhanh chóng trên địa bàn có nhiều nhà cao tầng. Ba nhà còn lại là 71, 73 và 75 với diện tích khoảng 96m2 hiện tại vẫn chưa thể di rời do chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ. Việc Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân quyết tâm tìm giải pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận của người dân, đặc biệt là các hộ dân hai bên đường. Theo đó, Ban Quản lý dự án đã báo cáo quận và thành phố đồng ý chủ trương điều chỉnh phần diện tích 3 số nhà nói trên về dự án quận để thực hiện cưỡng chế, đồng thời điều chỉnh phương án thi công bằng cách đi vòng hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống cáp điện, các viễn thông và hệ thống cấp thoát nước đảm bảo tiến độ dự án hoàn thành vào trung tuần tháng 11 năm 2021.